Chào cả nhà nhá. Mẹ nó theo ra đây này. Cả nhà đến với công ty chó Bắc Hà. Ngày phiên chợ ngày 30 tháng 10 năm 2022. Tổng số chó chuyển đi ngày hôm nay mua cho khách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 con. Alo, anh ơi, anh 15, 16, 17, 17 con. 17 con mới trong kia 5 con nữa. 22 con các bác nhá. Tổng cộng ngày hôm nay là xuất 22 con chó. 1,2 triệu này. Tứ mục. Đấy đây, đây trong này, con tứ mục. Đây, 2. Con đốm lưỡi không? Con này không đốm lưỡi, con không đốm lưỡi. Không đốm lưỡi là con kia. Con này đốm lưỡi. Nha. 22 con. Anh bắt con trước hay con sau nhỉ? Con tứ mục đây. 22 con nhỉ. Đốm lưỡi hay không đốm lưỡi nhỉ? Ôi chiếu sọt à. Vâng. Hai con đều tiếng mục, một con đốm lưỡi, con sau con này. Con mở tiếng ngực nó chặt thế, con ngực chặt. Kìa kìa. Rồi, đây con ngực trắng này này. Con đấy thì cất đi. Con đấy cho bạn bắt dưới kìa. Rồi ok ok. Chị cứ mang. Đấy, gửi con đấy. 22 con hôm nay chuyển con này là phải cho bắt tiền rồi đấy. Cho bắt đấy. Không.